21. Tôi Cô còn hai phải ở ở đây đây bao bao lâu? giờ ạ? Sao Hãy sao nói yêu mối ơi, quan hệ chỉ giữa là cô thời và quan Dương gì Lâm mà. đi. Trong nhật ký của Dương Lâm chưa bao giờ nhắc đến người phụ nữ này. Người cô nói là người kế bên phải không? Hai người họ làm gì vậy? Giả Nai đó. Quan hệ của hai người là gì? Chúng tôi là đồng nghiệp. Nó là đồng nghiệp. Thực ra anh ấy là cấp trên của tôi. Tôi chỉ là một lễ tân. Nhưng cô có quen Tưởng Khả Tâm không? À, chính là tình nhân của Dương Lâm. Không quen. Cô là đồng nghiệp của Dương Lâm cơ mà. Gian tình 7-8 năm của hai người họ cô không biết à? 7-8 năm. Không biết. Vậy cô biết Dương Lâm cho Tưởng Khả Tâm 17 triệu không? Anh nói bừa. Sao tôi lại biết chuyện này chứ? Thời gian Dương Lâm ở trong tù, cô từng đến thăm anh ta nhỉ? Các người tra ra cả rồi mà. Đúng thế, khóc tội nghiệp gì đâu. Cô từng yêu thầm Dương Lâm phải không? Tôi yêu thầm anh ta. Cô hận anh ta. Thế tôi phải hận anh ta? Hận anh ta chưa từng xem cô là một người đặc biệt. Đúng thế, tôi cũng cảm thấy lạ. Trong nhật ký trước khi Dương Lâm vào tù đều chưa từng nhắc đến cô một chữ. Đều là Tưởng Khả Tâm đó. Nhưng sao cô lại đi thăm Dương Lâm, lại khóc đau khổ như vậy? Anh câm miệng. Được, chúng ta nói chuyện chính. Nhật ký của Dương Lâm? Đâu tìm thấy nhật ký? Đâu có nhật ký nào. Tôi dám chắc hai người họ đang đóng kịch, giả bộ đấy. Chiều tối ngày 21, cũng tức là tối ngày Dương Lâm chết, có người nhìn thấy cô dùng bút laser màu xanh qua trước cửa sổ Dương Lâm. Tôi không biết. Chúng tôi ở phòng cô, phát hiện áo trùm đầu mà lúc đó cô mặc cùng với bút laser. Áo trùm đầu đen, người nào cũng có một cái nhỉ? Sao cô biết là màu đen? Tôi đoán. Không được sao? Cô dùng bút laser muốn gửi tin gì cho Dương Lâm? Chỉ đáng tiếc lúc đó cô phát hiện Dương Lâm không ở trong nhà, mà ở 503 hẹn hò với Tưởng Khả Tâm. Chúng tôi còn phát hiện kính viễn vọng ở nhà cô. Kính viễn vọng đó chắc nhìn thấy được tình hình ở trong 503 nhỉ? Các người lấy máy tính của tôi làm gì? Không có gì. Chỉ khôi phục một số thứ bị cô xóa mà thôi. Không ngờ lại phát hiện một kẻ cuồng theo dõi. Muốn xem không? Đúng. Tôi đúng là giám sát anh ấy. Cũng như các người nói tôi yêu thầm anh ấy không được sao? Tôi muốn nhìn anh ấy không được à? Tôi là kẻ cuồng theo dõi. Vậy còn các người? Các người xem WeChat của người khác không phải theo dõi? Phóng tòa ảnh để xem chi tiết không phải theo dõi? Đến nhà bạn đi vệ sinh, nhìn mỗi một góc cách, xong suy đoán cuộc sống sinh hoạt của bạn mình không phải theo dõi à? Cô, anh, còn có các người, không phải kẻ cuồng theo dõi à? Ôi trời, wow, cái miệng ghê gớm thật. IQ này, đi làm lễ tân, đáng tiếc quá. Trường ái ái này có chút thú vị đó. Nếu tôi là Dương Lâm, tôi sẽ chọn cô ta. Đúng,
Chúng tôi đều là kẻ cuồng theo dõi, nhưng cô chọn cách tự dày dò mình. Tôi có một điều thắc mắc. Lúc cô nhìn thấy Dương Lâm và Tưởng Khả Tâm ôm ấp nhau, cô có tâm trạng gì? Quan hệ của cô và Dương Lâm chắc không đơn giản chỉ là cô yêu thầm anh ta nhỉ? Chỉ ít Dương Lâm tin tưởng cô, anh ta thậm chí đã đưa cô cả chìa khóa nhà. Chỉ là không hiểu tại sao hai người không thể gặp nhau, hoặc là tại sao anh ta không cho phép cô liên lạc trực tiếp với anh ta. Kể cô nghe câu chuyện nhé, có điểm nào sai cô có thể phản bác. Để giám sát nhất cử nhất động của Dương Lâm, trước khi anh ta ra tù, cô đã lén lắp camera ở nhà anh ta. Kết quả nhìn thấy cảnh mà cô không muốn thấy nhất. Có lẽ lúc này cô đã quyết định giết chết Dương Lâm. Chiều tối ngày hôm sau, lúc cô kết nối camera lần nữa, phát hiện Dương Lâm không hề trong phòng. Thế là cô quyết định gửi tín hiệu cho Dương Lâm. Một bà thím đi dạo, nhìn thấy cô dùng bút laser màu xanh qua trước cửa sổ nhà Dương Lâm. Bút laser có lẽ là tín hiệu gặp mặt giữa cô và Dương Lâm. Thực ra bà thím đó nói không hề chính xác. Cô chẳng những chiếu vào nhà Dương Lâm, còn có nhà Tưởng Khả Tâm 503 ở trên lầu. Người bình thường nhìn thấy ánh đèn kỳ lạ từ dưới chiếu lên, nhất định sẽ thò đầu ra kiểm tra nguồn sáng. Quả nhiên, cô đã nhìn thấy Tưởng Khả Tâm thò đầu ra từ cửa sổ. Điều khiến cô kinh ngạc hơn là cô còn nhìn thấy Dương Lâm. Dương Lâm xuất hiện ở 503, lần nữa chọc giận cô. Điều này càng củng cố thêm quyết tâm muốn giết chết Dương Lâm của cô. Khi cô về đến nhà ngồi trước camera, Dương Lâm cũng đã về nhà. Nhưng cô nhìn thấy Dương Lâm không tỉnh táo lắm. Hơn nữa trong nhà không chỉ có mình anh ta. Kết quả người tên Quang Khánh khiến cô thất vọng. Anh ta không ra tay được, anh ta lại giao quyền sinh tử trao trả cho Dương Lâm. Nếu anh có nhân tính, anh tự mình kết liễu đi. Đây là một bình sữa độc, giống như thứ năm đó con trai tôi uống vậy. Thế là cô nhìn thấy một Dương Lâm nhu nhược. Vì vậy cô quyết định tiếp nhận quyền này, quyền quyết định sống chết của Dương Lâm. Bị chuyện hay quá. Chứng cứ đâu? Chứng cứ. Đội trưởng, lại có phát hiện quan trọng. 6 năm nay tôi Tưởng Khả Tâm không nhận một khoản tiền lớn trong một lần, nhưng trong tài khoản ngân hàng của bố mẹ và chị em cô ta lại cùng lúc có một khoản thu nhập lớn. Cộng lại là bao nhiêu? Có hơn 13 triệu. Chắc là bạn bè đáng tin cậy bên cạnh cô ta cũng từng giúp đỡ chuyển tiền. Chỉ là tạm thời chúng ta chưa tra ra. Nói không chừng cộng lại vừa đủ 17 triệu. Là lịch số tiền thì sao? Hiện giờ còn điều tra tương đối rải rác. Có lẽ chúng ta cần điều tra ra nhiều mối quan hệ
mới tra ra được nguồn gốc chung của nó. Năm đó lúc xảy ra vụ án ngộ độc sữa, tài khoản của Tưởng Khả Tâm có bị điều tra không? Quan hệ của hai người này luôn rất kín đáo. Hơn nữa, công ty của Tưởng Khả Tâm không có bất cứ liên quan gì đến vụ án ngộ độc sữa. Nếu không phải trong camera của Trương Ái Ái có lưu bất cứ cấu kết của họ, chúng ta cũng chỉ có thể xác định quan hệ công việc trước kia của họ. Thật không ngờ Dương Lâm lại cẩn thận như vậy, giữ lại đường lui cho mình. Nhưng Dương Lâm có lẽ không ngờ đến, trong 6 năm nay, 17 triệu của anh ta từ lâu đã bị Tưởng Khả Tâm phung phí sạch. Tưởng Khả Tâm từng mua bất động sản ở các thành phố trên cả nước. Cuộc sống của cô ta vô cùng giàu sang, xa xỉ. Tôi cũng đã điều tra quán rượu của cô ta, lượng tiêu thụ thực tế rất ít, đa số đều là bán giới hạn, nên cơ bản chính là một cửa hàng rửa tiền. Mua bất động sản cũng là phung phí à? Đó gọi là đầu tư thông minh. Ý tôi là những thứ đó không liên quan gì đến Dương Lâm. Hơn nữa, nghe nói Tưởng Khả Tâm này còn có quan hệ mập mờ với rất nhiều đàn ông. Cũng tức là Dương Lâm muốn cô ta quyên góp 17 triệu là chuyện hoàn toàn không thể. Dương Lâm này tốn 17 triệu mua cho mình nhiều cái sừng. Nếu tôi là anh ta, tôi cũng tự sát. Bây giờ cần thẩm vấn Tưởng Khả Tâm không? Có. Tiểu Đồng. Tử Nam, đi. Tại sao giết chết Dương Lâm? Nực cười thật. Tôi không thân thiết gì với Dương Lâm. Tôi giết anh ta làm gì? Thay đổi nhanh thật. Sáng nay cô còn nói không với anh ta, đến tối sao lại nói không thân thế? Tôi chợt nhớ ra không được à? Các người bắt tôi ngồi không ở đây 2 tiếng đồng hồ, tôi không nhớ ra chút gì đó thì xứng đáng với các người sao? Cô tốt bụng quá. Vậy cô nhớ ra gì rồi? Nhớ ra với anh ta thế nào chưa? Nhớ ra. Tôi và Dương Lâm nhiều năm trước từng hợp tác. Chúng tôi từng sử dụng sữa tươi công ty anh ta. Cũng may lúc đó chất lượng không sao. Nếu không, tôi sẽ bị anh ta hại thảm. Được. Khoan nói gì cô có giết anh ta hay không? Nói gì quan hệ của hai người trước đi. Tôi có quan hệ gì với anh ta chứ? Có người nhìn thấy cô và Dương Lâm ôm ấp nhau. Hơn nữa trước khi vụ án xảy ra, Dương Lâm từng đến nhà cô. Nói bậy. Chúng tôi đã nắm được một số chứng cứ của cô, nên đã lục soát nhà cô. Chúng tôi phát hiện nhiều dấu vân tay của Dương Lâm trong nhà cô. Thôi được, tôi nói thật vậy. Dương Lâm thích tôi. Trước khi vào tù anh ta yêu thầm tôi, từng theo đuổi tôi. Không ngờ ra tù rồi vẫn không chịu bỏ cuộc. Có nghĩa là Dương Lâm đeo bám cô, còn cô luôn muốn thoát khỏi anh ta. Đúng, chính là như vậy. Thế tại sao cô trùng hợp chuyển đến tầng trên nhà anh ta một tháng trước khi Dương Lâm ra tù chứ? Tôi cũng là sau đó mới biết Dương Lâm sống tầng dưới. Cô tưởng câu trả lời của cô đã lộ quá nhiều sơ hở rồi. Được, tôi ghi lại trước. Sao cơ? 7 năm trước. Bao nhiêu tiền? 17 triệu. Được, tôi hiểu rồi. Ra ngoài đi. Thật không ngờ là vì thứ này. Người này
cảnh sát tưởng đẹp trai, là người giỏi lục ngân kéo nhất trong hệ thống công an toàn tỉnh. Cái này là cậu ấy tìm được trong ngăn kéo nhà cô. Thế thì sao? Thuốc này có độc à? Bố tôi bị Parkinson. Lần trước lúc ông ấy đi khỏi đã bỏ quên ở nhà tôi. Sao thế? Parkinson. Đúng thật nhỉ? Bệnh di truyền hả? Nói về một người khác nhé. Cô gái khi nãy vào đây, người mà nhìn có vẻ tràn đầy nam tính. Ý gì đây hả? Khen cô đó. Khen ngợi cô. Tôi biết giờ có người đang nổi trận lôi đình. Tôi khuyên cô vẫn nên bình tĩnh. Bình tĩnh. Cô bé đó là cao thủ IT nổi tiếng cả nước. Cho dù cô đã giở trò gì với máy tính, cô ấy đều tìm ra được. Cho dù cô bỏ laptop vào máy giặt, giặt 8 lần cũng vô ích. Như thế còn tạm. Ngày 17 tháng 5 cũng chính là 2 ngày trước khi Dương Lâm ra tù, cô đã hỏi câu thế này ở trên mạng: thuốc nào có thể làm tăng bệnh trầm cảm? Kết quả là kiếm được chính là levodopa. Cho dù tôi hỏi câu này trên mạng, nhưng anh có chứng cứ gì có thể chứng minh tôi đã cho Dương Lâm uống thuốc này? Cô tưởng cô hiểu lầm ý của tôi rồi. Vẫn là cô bé cao thủ IT đó. Đến việc cô tìm kiếm câu hỏi ở trên mạng cũng mau ra được. Cô nghĩ là cô ấy muốn điều tra lịch sử giao dịch ngân hàng của cô. Khác nào dễ như ăn bánh. Anh đang xúi giục khai nhận. Đếm xem, số không đủ chưa? Công việc chúng tôi rất bận. Hay là hôm nay chúng ta hỏi đến đây thôi. Cô tưởng không phải tôi không cho cô cơ hội lập công. Bây giờ trả lời tôi, tính chất sẽ khác so với lát nữa khai với tôi. Tôi không biết số tiền đó từ đâu ra. Tiền gì? Dương Lâm từng cho tôi một số tiền. Bao nhiêu tiền? 17 triệu. Là tài sản cho tặng. Anh ta cho thì tôi xài. Những chuyện khác đều không liên quan tới tôi. Anh ta lấy tiền đâu ra? Giả Khánh Khoan cho đó. Giả Khánh Khoan là ai? Giả Khánh Khoan. Cái tên này nghe quen quá. Chủ tịch tập đoàn thực phẩm Thịnh Đại, năm 2013 từ chức tổng giám đốc tập đoàn công nghiệp sữa Tân Hải, sau đó sáng lập tập đoàn thực phẩm Thịnh Đại giữ chức chủ tịch. Năm 2013 chẳng phải là năm xảy ra vụ án ngộ độc sữa sao? Tiểu Đồng, cô lập tức điều tra Giả Khánh Khoan, có đúng không? Nói ai nam tính hả? Cô muốn chứng cứ phải không? Được, tôi cho cô. Vật chứng này vốn dĩ cô phải xử lý lập tức, nhưng cô lại không làm vậy. Nó quan trọng với cô lắm vậy? Tại sao giữ lại nó?
phần sau câu chuyện để tôi kể. Thực ra đến tôi cũng không biết tôi và Dương Lâm có quan hệ gì, nhưng tuyệt đối không phải yêu thầm như hai người nói. Có lúc anh ấy khiến tôi cảm thấy chúng tôi giống như tình nhân, nhưng bản thân tôi biết tôi chỉ là một người lúc gần lúc xa trong số phụ nữ của anh ấy. Vì vậy tôi luôn cảm thấy mình rất thấp hèn. Đến khi anh ấy vào tù, lúc đó tôi mới phát hiện tôi không còn thấp hèn nữa. Tôi và Dương Lâm bình đẳng với nhau. Vì vậy tôi quyết định phải chờ anh ấy, cho dù là 6 năm. Bởi vì tôi biết kể từ lúc đó anh ấy là của một mình tôi. Đúng vậy, là tôi lắp camera, bởi vì tôi muốn nhìn anh ấy 24 tiếng đồng hồ. Tôi sợ anh ấy tự sát, tôi muốn bảo vệ anh ấy. Bởi vì lúc này anh ấy đã bị người thân xa lánh, chỉ còn lại một mình tôi thôi. Không ngờ anh ấy đã lừa tôi. Anh ấy nói với tôi sau khi anh ấy ra tù không muốn ai cả, anh ấy chỉ muốn ở một mình, một mình yên tĩnh. Tôi đã tin. Bắt đầu từ lúc đó tôi quyết định phải giết anh ta. Hơn nữa tôi tuyệt đối không thể để anh ta tự sát. Tôi phải chính tay giết anh ta. Uống nó đi. Uống nó đi. Uống nó. Trong khoảnh khắc đó tôi nhìn thấy một người đàn ông nhu nhược. Sao tôi lại thích người đàn ông này chứ? Các anh chị em của Khóc Thỏa thích. Tôi vốn định thay trời hành đạo, nhưng vẫn làm không được. Thật không ngờ Dương Lâm lại để lại tín hiệu chết chóc. Cũng vào giây phút đó tôi mới biết ba lá bài đó có ý nghĩa gì.
ba lá bài đó lại giúp tôi một việc lớn. Chỉ vì một tình yêu như vậy, bà hy sinh cả đời của mình đáng không? Tôi phải cho mình một lời giải thích. Sinh nhật vui vẻ. Thật không ngờ ba lá bài đó lại là Dương Lâm tự mình để lại. Chay khiêu khay không phải là khóc thỏa thích, mà là giả Khánh Khoan. Đội trưởng, trong máy tính Dương Lâm phát hiện một tài liệu có mật khẩu, không có tên. Chắc là một tài liệu rất quan trọng. Nếu tôi giải mã, ít nhất cần nửa tiếng đồng hồ. Nửa tiếng à? Nào, để tôi thử. Được rồi. Nếu tôi đoán không sai, trong thư mục này có lẽ là bí mật của giả Khánh Khoan. Mở rồi à? Anh xem. Chào ơi, vẫn là sân thượng thoải mái. Còi gió thổi kìa, cờ đỏ năm sao bay phất phới. Có rượu rồi, tiếng giang thắng lợi vang dội đến thế. Quách ba, anh hát đàng hoàng được không? Dở giọng rồi, tôi vui mà. Nào, nào chúng ta chúc mừng nào. Nào, 1, 2, 3, cạn. Ai cũng có cái tính hết rồi phải không? Đã mấy năm rồi còn hô khẩu hiệu không đều. Hô lại lần nữa cho tôi. Trung thành với đảng, phục vụ nhân dân, chấp pháp công chính, kỷ luật nghiêm minh. Cạn. Cạn ly. Cạn thật à? Tưởng Tử Nam. Thầy à, cục trưởng cho chúng ta cả sân thượng này à? Cho rồi. Bảo là chờ sau này lúc chúng ta kết án sẽ mở party ở đây. Anh nói sao với nấy vậy? Anh nấy tự nói đấy. Tiểu Giả à, vụ án này các anh làm tốt lắm. Tôi phải tập trung đào tạo đội các anh, cố hết sức cung cấp cho các anh các sân chơi, làm việc, học tập và giao lưu, tạo nền tảng tốt cho việc điều tra các vụ án lớn, các vụ án trọng điểm sau này. Tôi liền hỏi cục trưởng, mọi sân chơi luôn sao? Anh ấy nói đúng vậy, mọi sân chơi. Tôi liền nói, thế anh cho chúng tôi sân thượng trên lầu đi. Anh ấy cho à? Cho rồi. Đỉnh quá. Đội trưởng đỉnh quá. Đội trưởng số 1, sau này sân thượng này của chúng ta rồi. Cảm giác phá án tốt thật. Thật không ngờ
chúng ta còn bắt được con cá lọt lưới trong vụ án ngộ độc sữa. Đúng là kỳ diệu. Qua 6 năm cải tạo, Dương Lâm đúng là trở thành một người khác. Năm đó, anh ta bằng lòng vì 17 triệu che giấu chứng cứ cho giả Khánh Khoan. Bây giờ, vì muốn chuộc tội, anh ta sẵn lòng quyên góp 17 triệu này. Xem ra 6 năm nay đã khiến Dương Lâm hiểu được ý nghĩa thật sự của tiền. Không đúng, nên nói là tiền không có ý nghĩa. Maggie, mấy người này thật là không chờ tôi mà đã uống rồi. Sao giờ chị mới đến? Tôi sắp xếp tài liệu. Mọi người đang nói gì vậy? Chúng tôi đang nói về triết lý nhân sinh trong vụ án. Vụ án này đúng là kỳ quặc thật. Một người vốn định kết thúc mạng sống của mình để chuộc tội, kết quả hai cô tình nhân lại muốn giết anh ta. Một người vì tiền, một người vì cái gọi là tình yêu. Mà kẻ thù thực sự của anh ta, bố của một đứa trẻ, lại chọn tha thứ trong giây phút muốn giết anh ta. Có lúc tình yêu là thứ còn đáng sợ hơn cả thù hận. Thực ra tôi có một suy đoán. Bí mật của ba lá bài đó, Dương Lâm muốn để lại cho Trương Ái Ái. Có lẽ Dương Lâm không yêu cô ta, nhưng Trương Ái Ái lại là người anh ta tin tưởng nhất. Có nhiều lúc tình yêu hoàn toàn ngược lại. Sao lại nói đến vụ án rồi? Nào, uống rượu. Alo, alo Maggie, cục cảnh sát mở quán rượu à? Mở quán rượu gì? Tôi đoán đó. Đầu dây điện thoại của cô ồn ào thế mà. Đúng rồi, cuối tuần có thời gian không? Tôi mời cô ăn một bữa. Tuần sau tôi lại phải đi công tác. Hẹn rồi nhé, chúng ta không gặp không về. Cúp nhé. Lạc Lạc, bố nói con biết một tin tốt. Dương Lâm hại con bị bệnh, chết rồi. Nhưng mà không phải bố giết. Đừng trách bố vô dụng nhé. Bố thật tình là không xuống tay được. Bây giờ trong lòng bố thoải mái nhiều rồi. Sắp hết thời gian rồi. Con trai, bố vẫn là anh hùng của con chứ. Chờ mọi chuyện kết thúc, bố mới về thăm con. Bố yêu con. Con trai, Đông Đông, đập bản, cảnh sát 17 lần 1. Để thời không đưa ta rời khỏi hoàng cung vô tình này. Thiến Thiến, hãy để chúng ta ở bên nhau trong một thế giới khác, mãi mãi. Chuyện gì vậy? Có chuyện rồi. Qua đó xem đi. Có chuyện rồi, qua đi xem đi. Có ai thả tôi ra đi? Mau lên, thả tôi ra ngoài. Ai thả tôi ra ngoài đi? Đứng yên, đừng động vào.